Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày 5 tháng 7. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh TV24 giờ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình trên Biển Đông và vùng phụ cận. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Mỹ nhân kế, vũ khí mới của Philippines ở Biển Đông. Nhật Bản, Philippines lần đầu tiên tập trận không quân chung, đề phòng mối đe dọa lớn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Luồng nước đen sẽ khiến tàu ngầm Trung Quốc khó thoát nếu tấn công Đài Loan. Mỹ tăng cường hợp tác chiến lược với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, xu hướng và quan ngại về tình hình cụ thể, Mỹ nhân kế vũ khí mới của Philippines ở Biển Đông. Philippines vừa bổ sung nhóm đặc biệt gồm 81 phụ nữ vào lực lượng tuần duyên ở Biển Đông với kỳ vọng vừa có thể đẩy đuổi được tàu Trung Quốc, vừa không gây căng thẳng. Tờ The Time hôm qua, ngày 3 tháng 7 đưa tin, Philippines vừa triển khai nhóm mang tên Angel of Jersey, tạm dịch là Thiên thần Biển Cả, vào lực lượng tuần duyên của nước này để hoạt động ở biển Đông. Theo tờ South China Morning Post, nhóm thiên thần biển cả của lực lượng tuần duyên Philippines bao gồm 81 phụ nữ chuyên trách điều hành vô tuyến điện. Cơ quan phụ trách lực lượng tin rằng tiếng nói của phụ nữ sẽ dễ làm giảm căng thẳng hơn với các thủy thủ đoàn nước ngoài, vốn phần lớn là nam giới có thể bực bội khi bị một giọng nam giới ra lệnh. Ngoài ra, giọng nói nữ còn được kỳ vọng phát huy lợi thế của cái gọi là tâm lý xuất phát từ văn hóa mẫu hệ ở một số nước châu Á. Tờ báo dẫn lời ông Amado Balilo, phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines cho hay, nhóm thiên thần biển cả sẽ nhanh chóng được triển khai đến biển Tây Philippines, thuật ngữ mà Philippines dùng để gọi tên phần biển Đông mà Manila tuyên bố chủ quyền. Ông Balilo cho biết thêm rằng, trước khi nhóm thiên thần biển cả tốt nghiệp, lực lượng tuần duyên đã có một số nữ nhân viên điều hành đài phát thanh làm việc ở một số khu vực biển của nước này. Ông Balilo kỳ vọng thêm các nhân viên điều hành đài nữ đóng vai trò như tiếng nói trấn an của một người mẹ đối với một đứa trẻ hoặc một người bạn gái hoặc vợ cho một người thân yêu đang đối mặt với mối nguy hiểm nhằm xoa dịu sự lo lắng của những người đi biển. Động thái này được cho là bắt nguồn từ một sự cố vào ngày 27 tháng 4 vừa qua. Khi đó, một giọng nói được ghi âm trước của một người phụ nữ được phát đi từ tàu tuần duyên Philippines BRP Capra dường như đã nhanh chóng đánh đuổi bảy tàu trung quốc đang lảng vàng gần một dạng san hô ở biển đông mà philippines tuyên bố chủ quyền Nhóm thiên thần biển cả đã được đào tạo cấp tốc trong hai tuần qua, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí và kết thúc khóa học vào hồi cuối tháng 6 vừa qua. Một sĩ quan cao cấp của lực lượng tuần duyên Philippines nhấn mạnh với các thành viên của nhóm về tầm quan trọng mà họ phải thực hiện là giao tiếp với các tàu nước ngoài để không làm căng thẳng. Vụ việc ngày 27 tháng 4 đã nhận được lời khen ngợi từ Tổng thống Philippines Thậm chí, ông Harry Rocker, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, còn trích dẫn sự kiện như một bằng chứng rằng Tổng thống đã thề không có lãnh thổ nào sẽ bị mất dưới thời ông cầm quyền và điều đó đang được thực hiện bây giờ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kỳ vọng về chiêu Mỹ nhân kế trên Biển Đông. Tiến sĩ Silvia Estrada Claudio, cựu giám đốc, trung tâm phụ nữ thuộc đại học philippines cho rằng một số nghiên cứu giới tính thì động thái trên có thể phát huy tác dụng trong mục tiêu giảm bớt căng thẳng và trấn an những người gặp nạn trên biển nhưng ngoài mục tiêu này tôi không kỳ vọng vào lực lượng tuần duyên có thể đạt được những mục tiêu khác ở biển tây philippines vì trung quốc có nhiều điều để cân nhắc khi quyết định ở lại hay rời đi khỏi một vùng biển tiến sĩ silvia estrada claudio nói thêm vào đó vị chuyên gia này còn cho rằng văn hóa mẫu hệ ở châu á thực chất cũng chỉ là bình phong che đậy cho tính chất gia trưởng của nam giới trong nhiều xã hội tại châu á chính vì thấy bà estrada claudio đánh giá để giải quyết vấn đề biển đông philippines cần có lập trường ngoại giao mạnh mẽ hơn tiến hành phân tích rõ ràng hơn về địa chính trị trong khu vực và hiểu rõ hơn về cách cân bằng các lợi ích quyền lực trong khu vực bà khẳng định sẽ chết vì cười nếu chính quyền vẫn ngụy biện rằng các thiên thần biển cả sẽ phát huy lợi thế giọng nói của phái nữ để giúp giải quyết căng thẳng ở biển đông nhật bản philippines lần đầu tiên tập trận không quân chung đề phòng mối đe dọa lớn ở biển đông và biển hoa đông hôm nay các lực lượng không quân của nhật bản và philippines sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung đầu tiên tại căn cứ không quân clark từng là căn cứ quân sự của mỹ ở miền bắc philippines Đợt huấn luyện trên không lần này giữa Nhật Bản và Philippines tập trung vào hoạt động cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa sẽ kéo dài đến hết ngày 8 tháng 7. Phía Nhật Bản sẽ điều máy bay chở hàng C-130H và quân nhân phối hợp cùng các phi công Philippines mô phỏng việc vận chuyển hàng cứu trợ ở những khu vực bị cô lập. Trong bài phát biểu do Đại sứ quán Nhật Bản tại Manila công bố hôm 1 tháng 7, tiêu tá Mizuno Masaki, chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản khẳng định Nhật Bản và Philippines đều là những quốc gia chịu nhiều thiên tai và chúng tôi có thể chia sẻ rất nhiều điều về các hoạt động cứu trợ thiên tai để bảo vệ tính mạng cho người dân. Với tư cách là đối tác chiến lược và là người bạn của Philippines, chúng tôi hy vọng rằng đợt huấn luyện song phương sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng không quân của hai nước. Nhật Bản và Philippines, hai đồng minh của Mỹ đều có mâu thuẫn với Trung Quốc trong việc Bắc Kinh điều động tàu thuyền và máy bay tại các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh các nước đồng minh khác của Mỹ đang có những bước đi lớn hơn nhằm duy trì tự do hàng hải và hàng không trong khu vực này, trong đó gồm cả các cuộc tuần tra hải quân. Hiện Mỹ cũng đang tìm cách thành lập một liên minh nhằm chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc vốn đang gia tăng hành động quân sự hóa, Nhật Bản đang nổi lên như một cường quốc chủ động trong một liên minh các nền dân chủ đang hình thành vốn được giới chức Mỹ kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn một cuộc chiến với Trung Quốc. Thiếu tá Mizuno nói Chúng tôi mong muốn cải thiện khả năng phối hợp và vận hành trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa thông qua các đợt huấn luyện với lực lượng không quân Philippines. Nhật Bản đã hỗ trợ Philippines sau thảm họa do siêu bã hai gian gây ra vào năm 2013, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn gia đình mất nhà cửa. Tháng 1 năm 2015, Nhật Bản và Philippines đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng. Kể từ đó, hai nước đã tiến hành 17 cuộc tập trận hải quân chung. Tokyo cũng đã chuyển giao các thiết bị quốc phòng và công nghệ giúp Manila tăng cường các hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Trong bối cảnh đó, cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ này là lời cảnh báo của Tokyo về sức mạnh quân sự và các động thái gây hấn ngày càng mạnh mẽ của Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, không chỉ với Nhật Bản mà còn cả Philippines. Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra cùng ngày giới chức Mỹ tại Manila khởi động lễ kỷ niệm 75 năm Hiệp ước Manila được ký kết vào ngày 4 tháng 7 năm 1946, cũng như thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Philippines. John Laus, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại đại sứ quán ở Manila cho biết, trải qua những cuộc chiến tranh, thiên tai, đại dịch và mọi điều có thể xảy đến, mối quan hệ Mỹ-Philippines đang phát triển mạnh mẽ trong năm thứ 75. Philippines được coi là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực do vị trí của nước này liên quan đến các tuyến hàng hải chiến lược. Tuy nhiên, việc Tổng thống Duterte tỏ ra lo ngại trước Trung Quốc và không hài lòng với các Cơ quan nhân quyền của Mỹ đã cản trở nỗ lực của giới chiến lược ở hai nước những người mong muốn cải thiện hợp tác an ninh để săn đe Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với phần lớn biển Đông, khu vực có một số tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất trên thế giới mà không quan tâm đến các tuyên bố chủ quyền của Philippines và các quốc gia khác trong khu vực. Theo Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA cũng đã triển khai tên lửa đất đối không và tên lửa chống hạm đến các đảo nhân tạo luồng nước đen sẽ khiến tàu ngầm trung quốc khó thoát nếu tấn công đài loan một nghiên cứu mới đây cho thấy sự thay đổi tình trạng của dòng chảy đại dương ở phía đông đài loan sẽ cản trở cuộc tấn công tiềm tàng bằng tàu ngầm của trung quốc nghiên cứu trên được công bố trên south china seaway một tài khoản mạng xã hội nạc danh chuyên đăng các nghiên cứu quân sự theo tờ South China Morning Post hôm 4 tháng 7, phía đông của Đài Loan khó bị tấn công từ Trung Quốc đại lục hơn, nhưng lại là nơi có nhiều căn cứ quân sự quan trọng mà quân đội Trung Quốc PLA muốn nhắm tới nếu thực hiện kế hoạch tấn công vùng lãnh thổ này. Dòng chảy đại dương ở phía đông Đài Loan được đề cập trong nghiên cứu là dòng chảy Kurosio, còn được biết đến với tên gọi luồng nước đen xuất phát ngoài khơi đảo Luzon thuộc Philippines và chảy về phía Nhật Bản. Nghiên cứu từ tờ South China Sea Way cho rằng các hoạt động liên quan đến núi lửa ở Đài đại dương gồm đảo Okinawa của Nhật Bản đã dẫn tới những thay đổi trong nhiệt độ nước ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan và sự thay đổi nhiệt độ này đã tác động tới các dòng chảy trong khu vực. Theo nghiên cứu mới, những thay đổi như thế có thể hỗ trợ tàu ngầm tiến hành các chiến dịch tấn công, nhưng nếu bị tấn công và cố thoát khỏi để trở về đại lục, các tàu ngầm Trung Quốc khó thoát được vì chúng sẽ bị dòng chảy Kuroshio cản trở. Nghiên cứu còn cho rằng các xoáy nước và dòng chảy ngược cũng tác động tới đường đi của ngư lôi đã được phóng dưới nước, khiến các loại vũ khí này có thể bỏ lỡ các mục tiêu nếu không có sự điều chỉnh. Tiến sĩ Silin Skolinkor, chuyên gia quốc phòng thuộc trường nghiên cứu quốc tế Rajananam Singapore cho rằng, việc nghiên cứu tàu ngầm, hải quân PLA đã trải qua hơn một thập niên. Để nghiên cứu tác động của dòng chảy Kurosio đối với hoạt động tàu ngầm, ông kho còn nhận định hải quân Trung Quốc sẽ dùng tàu ngầm cho chiến lược cản trở Mỹ và các đồng minh can thiệp trong trường hợp PLA tấn công Đài Loan, theo South China Morning Post. Cũng theo ông Co, lực lượng phòng vệ Đài Loan đã diễn tập tác chiến chống tàu ngầm trong nhiều thập niên qua với sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng sự phát triển nhanh chóng của Hải quân PLA đã gây ra những thách thức mới. Ngoài ra, ông Lữ Lệ Thi, một cựu huấn luyện viên tại Học viện Hải quân ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan cho rằng bờ biển phía đông của Đài Loan sẽ trở thành chiến trường chính nếu Trung Quốc tấn công vào vùng lãnh thổ này ông lữ cho hay các lực lượng phòng vệ biển đài loan có một căn cứ ở bờ biển phía đông bắc với nhiều tàu hộ vệ chống tàu ngầm và nơi đó là nơi đài loan đã tiến hành các cuộc tập trận thường niên ông lữ còn cho rằng pla lâu nay đã tiến hành cuộc diễn tập tàu ngầm ở vùng biển gần bờ biển phía đông đài loan theo south china morning post mỹ tăng cường hợp tác chiến lược với ấn độ dương thái bình dương xu hướng và quan ngại tiếp nối đà từ các giai đoạn trước chính quyền tổng thống joe biden tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược với khu vực ấn độ dương thái bình dương tuy nhiên các bước đi này cũng tạo ra những quan ngại nhất định từ khu vực và nếu không được xử lý thích đáng sẽ làm giảm hiệu quả hợp tác của mỹ với khu vực thất vọng với những biện pháp bị dư luận đánh giá là thiếu hiệu quả từ thời chính quyền tổng thống George Bush, tổng thống Barack Obama trong việc bảo vệ lợi ích của Mỹ ở khu vực và đặc biệt là nhằm ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump từng tiến hành nhiều bước đi mạnh mẽ để tăng cường hợp tác chiến lược với khu vực, dưới mũ chung là chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, vốn được khẳng định trong những văn bản quan trọng như chiến lược an ninh quốc gia Mỹ năm 2017, báo cáo tiến độ thực hiện chiến lược ở Độ Dương Thái Bình Dương năm 2019, Mỹ quyết tâm duy trì ưu thế chiến lược ở khu vực này và thúc đẩy một trật tự kinh tế tự do, đồng thời ngăn chặn Trung Quốc thiết lập khu vực ảnh hưởng cũng như không để các mối nguy khác trỗi dậy đe dọa đến Mỹ và đồng minh như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, các thách thức an ninh phi truyền thống. Để giải quyết được những mục tiêu trên, chính quyền Tổng thống Trump đã kiên trì thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở nhằm đảm bảo an ninh và thịnh vượng cho Mỹ. Do đây là khu vực có động lực tăng trưởng then chốt đối với kinh tế Mỹ, khu vực và toàn cầu, cũng như có các vị trí chiến lược về mặt an ninh quân sự. Trung Quốc đóng vai trò then chốt và là nhân tố đáng quan ngại nhất đối với Mỹ trong việc thách thức quyền lực của Washington tại khu vực cũng như chia rẽ các liên minh của cường quốc số một thế giới tại đây. Song song với những biện pháp bao trùm khác như xây dựng đồng thuận quốc tế cho rằng chính sách công nghiệp và hoạt động thương mại quốc tế bất bình đẳng của Trung Quốc sẽ phá hỏng trật tự thương mại toàn cầu, Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng các quy tắc về sở hữu trí tuệ. Mỹ rất chú trọng đến việc củng cố các mối quan hệ chiến lược với các đồng minh, đối tác tại các khu vực. Điểm nổi bật là tạo dựng liên minh bộ tứ với Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, cũng như duy trì sự hiện diện quân sự và tiếp tục các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải tại khu vực SONOP. Đáng chú ý, Quốc hội Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump đã chủ động yêu cầu Mỹ điều trần để giải thích rõ các hoạt động tăng cường hợp tác chiến lược với khu vực và xử lý quan hệ với trung quốc nguyên nhân là vì chính quyền và bộ quốc phòng mỹ đã thống nhất được tầm quan trọng trong việc tăng cường ứng phó với trung quốc nhưng việc triển khai còn chậm chạp và chưa hiệu quả quốc hội mỹ cũng giới thiệu riêng dự luật sáng kiến gian đe thái bình dương PDI để chi hơn 2 tỷ USD cho năm tài chính 2021 nhằm hỗ trợ phục vụ mục đích này. Ngay từ khi cầm quyền, chính quyền Tổng thống Joe Biden dường như đã theo sát các nỗ lực từ thời ông Trump trong cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, bao gồm việc tăng cường hợp tác chiến lược với các quốc gia khác tại khu vực. Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngoài việc tuyên bố tiếp tục đề cao Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, coi yêu sách của Trung Quốc là bất hợp pháp, ủng hộ các nước Đông Nam Á, chính quyền của ông Biden đã tìm tiến hành ba cuộc tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông, 6 lần điều tàu qua eo biển Đài Loan, tiến hành 39 cuộc tập trận và diễn tập tại khu vực. Việc tiến hành tuần tra tự do hàng hải của chính quyền ông Biden diễn ra còn sớm hơn cả trong thời chính quyền ông Trump. Trong những sự kiện đối ngoại quan trọng mà chính quyền của tổng thống Joe Biden tiến hành với các nước trong khu vực trong 6 tháng qua, bất chấp dịch Covid-19, phải kể đến cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của lãnh đạo các nhóm bộ tứ hồi tháng 3 và ra tuyên bố chung về đề cập đến tinh thần hợp tác, bao gồm cả vấn đề an ninh hàng hải để giải quyết những thách thức đối với trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một điểm khác cũng khá quan trọng là việc tuyên bố chung Mỹ-Nhật, Mỹ-Hàn nhân các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước châu Á đến Mỹ vào tháng 4 và tháng 5, trong đó đề cập đến Biển Đông và tầm quan trọng của luật pháp quốc tế. Đang chú ý, chính quyền Tổng thống Biden dự kiến sẽ phân bổ hơn 5 tỷ USD cho năm tài chính 2022 trong khuôn khổ sáng kiến gian đe Thái Bình Dương với hàm ý tăng khả năng ứng phó với các thách thức mới và cũ tại khu vực, tăng cường năng lực xử lý quan hệ chiến lược với Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác chiến lược với các quốc gia khu vực. Theo tinh thần của sáng kiến này, việc chi một khoản ngân sách lớn tương tự hàng năm dành cho các mục đích này sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2027, đánh dấu một bước đi chiến lược quan trọng trong quan hệ Mỹ với khu vực, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục trỗi dậy và thu hút sự quan tâm của các nước trong và ngoài khu vực những bước đi cụ thể trên trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của chính quyền ông trump và ông biden thể hiện xu hướng dài hạn trong chính sách của mỹ nhằm xử lý các thách thức và chiến lược mà washington quan ngại trong quan hệ với bắc kinh những tranh luận nhiều năm trong nội bộ mỹ đều ít nhiều phản ánh quan ngại về các mức độ xung đột khác nhau trong quan hệ mỹ trung khi cả hai bên chưa tìm được giải pháp hiệu quả cho những căng thẳng mang tính cơ cấu được thể hiện qua nhiều bước đi cụ thể bao gồm trong vấn đề biển đông nội bộ mỹ cũng đạt được sự đồng thuận lưỡng đảng về việc cần phải tăng cường cứng rắn với trung quốc trong dài hạn theo thăm dò của dư luận của Trung tâm Pew vào hồi tháng 3, 9 trong số 10 người Mỹ được hỏi nhìn nhận Trung Quốc như một quốc gia cạnh tranh hay kẻ thù hơn là một đối tác của Mỹ. Bên cạnh nhiều mặt tích cực của việc Mỹ tăng cường hợp tác chiến lược với khu vực, tiến trình này cũng gặp phải những quan ngại nhất định từ các quốc gia Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Các nước đều rất quan tâm và có phần quan ngại nếu tiến trình tăng cường hợp tác chiến lược của Mỹ với khu vực làm tăng cạnh tranh chiến lược và nguy cơ xung đột với Trung Quốc hoặc giữa một số quốc gia khu vực. Báo Japan Times nhận định năm 2020, ông Trump đã tăng gấp đôi số FONOP trên Biển Đông. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhiều khả năng cũng sẽ tiếp tục, thậm chí còn đẩy mạnh xu hướng này. Theo đó, tăng nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ hoặc tai nạn không cố ý có thể dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn giữa hai cường quốc. Ngoài ra, vẫn còn những hoài nghi đối với tính hiệu quả trong tiến trình tăng cường hợp tác chiến lược của Mỹ với khu vực. Nhiều ý kiến cho rằng chiến lược khu vực của Mỹ hiện nay vẫn còn thiếu trụ cột kinh tế, một cách thực chất để hỗ trợ cho việc triển khai chiến lược chung, dù nền kinh tế số một thế giới luôn nhấn mạnh nhân tố này trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cùng với đó là việc chính quyền của tổng thống Joe Biden mới đây đã tổ chức một hội nghị tham vấn liên quan tăng cường đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực. Mặt khác, tiếp tục tồn tại quan ngại về việc thiếu hụt nguồn lực cho hỗ trợ tăng cường mối quan hệ chiến lược với các nước cũng như giúp các nước trong khu vực tăng năng lực quốc phòng an ninh. Bản tin của kênh TV 24h đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.